Hạnh xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Cơm Quê Miền Tây. Hôm nay Hạnh sẽ chia sẻ với cả nhà một cái công thức nấu súp có thể áp dụng cho kinh doanh được ha. Mình kinh doanh cho học sinh, kinh doanh vỉa hè, cái dạng mình bán giá bình dân đó cả nhà. Vì cái topping của cái súp này thì nó rất là đơn giản, rẻ tiền. Mình bán với cái giá là khoảng chừng 15.000 một ly một hộp đó là rất là ok luôn. Ngoài ra thì mình cũng có thể thêm cái topping tôm hay là thịt cua, thịt ghẹ, trứng bắc thảo bên ngoài, ốc, súp ốc heo rồi đó cả nhà. Mình để bên ngoài cho những cái vị khách nào mà ta có nhu cầu thì mình thêm vào cũng được luôn. Và món súp này thì cực kỳ dễ nấu, nguyên liệu thì cũng dễ tìm luôn. Súp có độ sánh vừa phải như thế này và thơm ngon vừa ăn luôn đó cả nhà. Mình có thể áp dụng kinh doanh ở các điểm trường học đó. Bây giờ thì cơm quê miền Tây mời cả nhà mình cùng vào bếp nha. Nguyên liệu để nấu súp nè cả nhà. Ở đây thì Hạnh có chuẩn bị 1,5 kg xương ướp gà. Xương này thì mình mua về mình nhớ rửa sạch với lại chanh với muối ha. Rồi nhặt những cái lông còn dư sót lại ở trên cái phần da gà nè. Nói chung là mình vệ sinh cho nó kỹ để mình nấu cái nước dùng cho nó thơm ngon. Rồi thêm 1,7 kg thịt ướp gà. Ở đây Hạnh chuẩn bị hai cái ha. 500 g bắp hạt. Bắp này thì mình mua về thì mua cái loại mà người ta tách hạt sẵn cho nó nhanh, hoặc là mình mua trái về mình cắt ra cũng được. Thì nếu mình dùng trái thì mình dùng khoảng 2 trái bắp đó cả nhà. 10 cái trứng gà, 50 cái trứng cút. Trứng cút thì tùy thích gia đình mình ha, mình thích ăn nhiều thì mình chuẩn bị nhiều. 40 g nấm đông cô khô nè, mình cho nước vào mình ngâm cho nấm nó nở mềm ra. Rồi ở đây Hạnh có chuẩn bị thêm là một con khô mực tầm này với lại khoảng chừng 30 g đầu tôm. Thì cái phần khô mực và đầu tôm này tổng cộng nó lượng nó là 50 g. Trong trường hợp mà mình không dùng đầu tôm thì mình có thể dùng tôm khô con nhỏ cũng được cả nhà ha. Rồi thêm khoảng chừng 10 cái rễ ngò nữa cho cái nước dùng của mình nó thơm, nó ngon hơn. Ngoài ra thì mình cần chuẩn bị thêm một ít ngò rí để mà mình cho lên trên cái chén súp của mình đó khi mà xong đó cả nhà, và một ít dầu mè nữa. Ở đây mình có chuẩn bị một ít bánh phồng mình đã chiên sẵn tối hôm qua rồi nè, để mình ăn với lại súp ha. Trứng cút thì mình sẽ đi luộc chín. Đầu tiên thì mình sẽ bắt một nồi nước sôi lên trên bếp để mà mình trụng cái phần xương gà này, mình bỏ đi cái phần nước dơ, nước đục nha cả nhà. Mình cho vào trong nồi là 2 lít nước. Mình trụng cái phần xương gà này tầm 5 phút rồi cả nhà. Nước nó sôi trở lại thì mình tắt bếp được rồi. Rồi mình sẽ đổ xương ra rửa sạch lại. Sau khi mình đi rửa sạch cái phần xương mà mình nãy mình trụng rồi đó cả nhà, thì mình sẽ cho lại vào nồi để mà mình hầm lấy nước ngọt ha. Thì với cái nồi súp ngày hôm nay thì Hạnh sẽ nấu 5 lít nước. Cái phần đầu tôm khô và rễ ngò này thì mình sẽ rửa sạch rồi cho vào trong một cái túi vải hoặc là cái lồng như thế này nè, mình cho vào trong nồi. Khô mực thì mình sẽ nướng sơ lên cho nó thơm. Rửa sạch rồi cho vào nồi luôn. Cái nồi súp nó sôi trở lại thì mình sẽ cho cái phần ức gà vào. Cho ức gà vào thì mình sẽ chỉnh lửa về trung bình. Xong rồi mình nêm gia vị luôn để cho gia vị nó thấm vào cái ức gà, cho cái thịt ức gà nó ngon ha. Mình sẽ cho vào trong này là 75 g đường cát, 75 g đường phèn. Hôm nay nhà Hạnh hết đường phèn cho nên là Hạnh sẽ cho 150 g đường cát. Mình sẽ cho vào trong này là 40 g bột ngọt, 30 g hạt nêm, 20 g muối hạt. Mình cho hạt nêm vào thì cái nồi nước dùng của mình nó sẽ có bọt rồi. Mình sẽ vớt bọt cho nó trong ha. Xong thì mình sẽ chỉnh lửa về trung bình để cho cái nồi súp của mình nó sôi liu riu. Cái ức gà được 20 phút thì nó chín rồi, mình sẽ vớt nó ra. Còn cái nồi xương thì mình tiếp tục mình hầm cho nó ra nước ngọt ha. Ức gà sau khi mà mình vớt ra thì mình sẽ cho vào trong cái túi ni lông như thế này nè. Mình dùng cái chày mình đập cho nó dập ra để mà mình xé cho nó dễ á. Mình làm lúc nó còn nóng thì nó sẽ dễ tơi hơn. Mình đập dập như vậy là được rồi nè.
Xong rồi mình sẽ rửa tay cho sạch để mà mình xé ha. Mình xé cho nó thành những cái sợi nhuyễn nhuyễn. Đây. Mình xé cho nó nhuyễn như thế này. Cái ức gà này thì mình luộc vừa chín thôi để giữ được cái độ dai, độ ngọt của thịt nha. Mật ướp, bên đây. Nắm sau khi ngâm cho nở mềm thì mình sẽ bóp rửa sạch với lại muối. Xong rồi cắt bỏ chân. Rồi mình sẽ sắc lát mỏng như thế này. Thì Hạnh quên nói với cả nhà là mình có cà rốt nữa ha. Mình sẽ dùng một củ cà rốt gọn gọn để mà mình sắc hạt lựu nhỏ, mình cho vào trong súp. Mình sẽ sắc lát mỏng như thế này. Xong rồi mình sẽ sắc lại sợi dài. Sắc hạt lựu nhỏ. Mình sẽ đi xào cái phần nấm, bắp và cà rốt ha. Mình cho vào trong chảo khoảng chừng một muỗng canh dầu ăn thôi, ít dầu ăn thôi cả nhà. Và cho vào một muỗng canh tỏi bằm. Mình phi cho tỏi nó thơm lên. Tỏi nó vàng rồi mình cho nấm vào. Mình xào lên. Mình làm như thế này để cho cái phần nấm của mình nó sẽ thơm hơn khi mà mình cho vào trong súp đó cả nhà. Mình xào nấm tầm 5 phút rồi mình sẽ cho bắp vào. Mình xào chung luôn. Một cái ván nước dùng ở bên kia mình cho qua trong cái chảo này. Xào bắp tầm 10 phút có nhìn thấy cái hạt bắp nó trong lại như thế này nè cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ cho cà rốt vào. Mình đảo đều lên. Tầm 2 phút là tắt bếp. Trứng gà thì mình sẽ tách lòng đỏ ra riêng, lòng trắng ra riêng. Mục đích của cái việc mà mình tách riêng như thế này là để lát nữa mình đánh vào trong cái nồi súp á, cho nó ra vân trắng vân vàng cho nó đẹp á cả nhà. Còn nếu như mà mình muốn nhanh á thì mình khỏi tách cũng được. Trứng sau khi tách rồi thì mình sẽ dùng đũa mình khuấy cho nó hòa tan ra. Phần lòng trắng thì mình cũng làm như vậy luôn. Cái phần xương gà nãy giờ ninh hơn một tiếng đồng hồ rồi. Mình gấp ra. Mình cũng gấp luôn cái lòng đầu tôm và rễ ngò ra luôn. Mình vớt ra rồi, cho cái nồi nước nó sôi trở lại thì mình sẽ đánh trứng mình cho vào ha. Mình sẽ cho trứng vào thành từng sợi nhỏ nè, vừa cho thì mình vừa khuấy cái nồi như thế này để cho cái vân trứng nó tạo vân á. Lòng trắng xong thì mình sẽ làm y chang như vậy với lòng đỏ luôn. Xong thì mình sẽ cho cái phần gà nãy mình xé xong vào. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần rau củ hồi nãy mình xào xong vào luôn. Bây giờ mình sẽ đi pha bột để mà tạo cái độ sánh cho súp. Mình có thể dùng bột bắp hoặc là bột năng. Bột bắp thì nó sẽ giúp cho cái phần súp của mình nó đỡ bị vữa hơn trong quá trình ăn á. Mình cho vào trong này là 180g bột, là khoảng chừng 6 muỗng canh vung đó cả nhà. Thì mình sẽ cho
cũng tầm 6 muỗng canh nước vào luôn, rồi khuấy cho nó tan ra. À, mình cho từ từ vào trong nồi súp nè, vừa cho thì mình vừa khuấy giống như là khuấy trứng hồi nãy vậy đó, cho đến khi nào mà súp nó đạt được cái độ đặc ưng ý thì mình ngưng ha. Ở đây thì Hạnh cho hết 180 g bột vào luôn. Bây giờ thì Hạnh sẽ cho súp ra chén nha. Súp nóng hổi vừa thổi vừa ăn rất là hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Món súp này thì cực kỳ dễ ăn luôn, người già con nít gì cũng ăn được hết á, đầy đủ dinh dưỡng, vừa có thịt trứng rồi vừa có rau củ quả luôn, thơm ơi là thơm luôn á cả nhà. Mình cho súp ra chén rồi á thì mình có thể thêm một ít topping lên nữa cho cái phần súp của mình nó hấp dẫn hơn ha. Ở đây thì Hạnh cho tôm lột vỏ nè. Ngoài tôm ra thì mình có thể cho thịt cua, thịt ghẹ hoặc là trứng bắc thảo cũng rất là ngon luôn á cả nhà. Xong rồi thì mình sẽ thêm một ít ngò rí vào trong súp nè. Súp thì không có thể thiếu ngò rí được nha. Rồi mình cho thêm tiêu xay. Rồi thêm một ít dầu mè nữa, vài giọt dầu mè vô nữa thì nó mới tạo thêm cái hương thơm đặc trưng cho cái món súp cua của mình được. Ăn kèm thì có ớt sa tế khô nè và một ít bánh phồng mình đã chiên sẵn. Hạnh cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video và mong cả nhà yêu thích món ăn này. Mong cả nhà cho Hạnh xin một nút đăng ký, like, chia sẻ, giới thiệu kênh đến người thân bạn bè để Hạnh có động lực chia sẻ thêm nhiều món ngon lại hấp dẫn hơn nữa đến cả gia đình mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Chúc cả nhà lúc nào cũng khỏe mạnh, bình an và có những bữa ăn thật là ấm áp bên gia đình và người thân. Hạnh xin chào.